bao nhiêu mấy chục con? 50. Loại này chứ mấy triệu con rồi hả? Đầu tư rồi. Cái bữa thôi được 3 triệu mấy con lắm hả? Thực đến hả? 1 triệu tư. Đấy có 50 con à, nhiều bạc. Chết mệt. Chuông chuông mới khoảng mức 60 con mới có to lên này, nhìn thích. Lần lần thịt bánh đi mày mới hay 59 á. Mình lên vai giá. Cho rồi chứ cứ về bán không có lợn, không có lợn đi về bán. Nằm mệt bệnh. Thank you.
Hả? Thank you.